Chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm chuyến phượt lên Mộc Châu các bạn nha. Đó, ông anh mình chạy con Vabet các bạn. Chẳng lắm. Mà chạy nhất luôn. Trông cũng đẹp hẳn. Hello bạn nha, hiện tại anh em mình đang ở cây xăng của Thạch Thất, km 35, đại lộ Thăng Long. Đấy, mỗi lần đổ xăng của ông anh mình với em Chiến Mã rất cầu kỳ các bạn ạ. Động cơ 2 thì nó phải chiến thêm cả con dầu nữa. Đó, một tu 800 các bạn nha. Nhớt. Ok, này chiến bốc lắm. Đẹp thật đấy, đi ra đường đẹp thật đấy. Anh em mình lại chuẩn bị lên đường các bạn nha. Giới thiệu và cận cảnh và xe của anh mình cho các bạn xem. Vabet 125 các bạn. Trời, đổ quá đẹp. Các bạn nhìn là bộ phanh Rambo made in USA. Góc cạnh dán tem cá mập bộ độ titanium. Phanh sau cũng của Rambo các bạn. Lốp Brosso Sport. Quá chiến. Thông vàng xe đua Soft Speed
6 chế độ, 6 tốc độ các bạn nhé, 6 số nhé. Bảo sao đi tốc nhanh thật. À, các bạn nhìn dàn máy này chắc các bạn thích rồi đúng không? Dậu này, tốc độ hết, tốc màu hết. Hút dầu đi trông giống như kiểu anh em mình hay đi các bạn. Đấy, thụt này nó thụt ở giữa này các bạn. Ông xích rồi, chào mọi người nha. Để mình bắt đầu đi thôi. Đấy, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn đến em xe Future của mình. Mình mới mua em này vừa chạy hết Honda xong các bạn. Nên mình sẽ cho em nó đi thử cung đường lên Hòa Bình này. Rồi đi qua Hòa Bình sẽ lên đến Mộc Châu các bạn nha. Hôm nay thời tiết Hà Nội thì khá là lạnh. Mình đang ở trên cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình. Thì hôm nay mình sẽ anh em mình sẽ chạy bên kia là con xe Zatec của anh mình này. Con xe đế quá chất à. Thì mình sẽ giới thiệu con Future nhá. Đó, thì hôm nay mình sẽ chạy lên hang kia Bà Cò. Từ đây lên hai cái Bà Cò, sau đó sẽ đi lên Mộc Châu. Và tối nay anh em mình sẽ ngủ Mộc Châu. Mình sẽ giới thiệu thì Mộc Châu tối nay sẽ là khoảng 3-4 độ luôn các bạn. Rất là lạnh. Và đây là con xe của mình, Future 125 FI. Dòng đèn led các bạn. Thì hôm nay mình đi sẽ có những cái gì? Có một chiếc túi này. Mình sử dụng túi của MotorWatt các bạn nhé. Túi này nó sẽ chống nước, các bạn đi trời mưa thoải mái. Mình lúc nào phải có một cái ba lô đựng đồ này, đa phần là đồ quay phim của mình thôi. Quần áo thì mình sẽ đút hết vào kia. Trong trời mưa thì mình có thể nhét được cả cái túi này của mình vào trong cái túi này, tại vì túi này rất là to, 40 lít. Mình được thoải mái, không bị mưa nữa. Ở đây thì mình sẽ có thêm chiếc gương xem qua mình đi độ của chiếc gang, một chiếc kẹp điện thoại. Thì cái này là mình hôm qua mình độ của anh Quintimoto ở Hà Đông, quần béo vlog ạ. Đây có một chiếc pad để kẹp GoPro. Một chiếc GoPro các bạn nha. Mình vẫn dùng Go 9 đó. Ngoài ra mình sẽ có thêm cả dynamic nữa. Yeah. Khi mà mình đi mình nói chuyện nó sẽ đỡ bị cái gió. Nhưng thực ra là vẫn bị gió nhiều các bạn ạ. Phải đi đường không tránh được. Đây là con xe của mình. Một dàn tem cũng khá là đẹp. Mình tự thiết kế tem đấy các bạn. Đấy, tại sao mình chọn dòng Future 125 thay vì dòng TZ1 mới đây? Thực ra dòng TZ1 mình cũng có đặt rồi, nhưng mà thứ nhất là giá cả nó bị đội lên, thứ hai là mình chờ lâu quá, hơn 2 tuần, gần 3 tuần không có xe các bạn ạ. Thế là mình quyết định vẫn lấy em Future. Mình thấy là lấy em Future này khá là ok, đi tốc độ rất là ổn. Thứ hai là cái máy 125 nó vẫn khỏe hơn cái máy 115, mặc dù là có thể là về cái độ ăn xăng thì nó sẽ ít thì nó sẽ giảm tốc ấy, nhưng mà mình đi đường dài ấy, nó sẽ yên tâm hơn cho mình. Ok. Rồi mình sẽ đi thêm cái tour này xong rồi mình sẽ giới thiệu, mình sẽ cảm nhận, đưa thêm cảm nhận cho các bạn về con Future 125 này nha. Ok, anh em mình tiếp tục xuất phát thôi các bạn nha. Đi thẳng các bạn sẽ đi vào thành phố Hòa Bình. Đi Sơn La sẽ dễ như này các bạn nhé. Rồi mình sẽ đi lên phía Sơn La. Các bạn nhìn biển dẫn.
trên này. Đường dốc này. Đây à. Ê. Mình bỏ cho mình hít khói các bạn ạ. Người nha, anh em mình lại lên đèo Đá Trắng, lại ăn thịt nướng của em ý. Vẫn hàng quán liên tục các bạn, vẫn hàng quán quen thuộc. Hôm nay trời rét hơn hôm trước nhưng không có sương mù. Mình đang đèo Đá Trắng này. Đá Trắng giờ rêu phong hết rồi, thành màu đen rồi. Đây là cái đỉnh hòn đá mà các bạn hay trèo lên này. Đấy, hai anh em mình lại bắt đầu trèo lên núi để ăn ở trên thịt. Nhịn đói suốt từ sáng rồi các bạn. Ôi, các bạn, lại ăn cùng anh em mình nha. Ôi, ngon nóng hổi. Ăn cùng mình nha. Đấy, xin thịt là đều Đá Trắng. Vừa nướng xong. Trông ngon bạn. Gia vị chậm chéo kìa. Hôm nay còn vương một ít khói bếp lên các bạn này. Ok các bạn ơi, đi cùng anh em mình nào. Đang đèo Đá Trắng này.
mình tiếp tục lên đường các bạn nhá. Vừa nghỉ ngơi khoảng độ 1 tiếng rồi. Đến địa phận của tỉnh Sơn La các bạn nhé. Xin kêu lên Mai Châu. Đấy. Lạnh. Lạnh nó đi kiểu qua thung lũng ấy anh. Chụp lên được các bạn ơi. Đẹp quá. Tuyệt vời. Và mình hẹn gặp lại. Kia các bạn nhé. Ok các bạn, mình sẽ đi vào hang kia nhé. Chào các bạn nha. Hai anh em mình đang nghỉ dưới đèo. Đây các bạn. Những con đèo này mới gọi là đèo chứ. Những con đèo quốc lộ, đèo chính thì dễ đi quá.
đường dốc thẳng đứng các bạn. Những con dốc này nó phải 18-20% lên những con dốc kia nữa kìa, xa xa lên trên đỉnh rồi này. Đấy, lên trên đỉnh đồi các bạn. Đấy, còn chưa phải đỉnh đâu, còn lên tiếp mãi trên kia nữa. Lên đây, lên hàng kia đúng không anh? Hàng kia. Hàng kia. Anh em mình đang ở Pà Cò. Kia phía xa xa các bạn nhìn là cái trung tâm của xã Pà Cò các bạn nhé. Chỗ đây có trường học với cả trung tâm hành chính xã, là đi dọc vào kia là xã Pà Cò. Cái này mà các bạn đi vào mùa xuân như anh mình bảo, anh mình đã đi lần trước rồi ấy, thì toàn là hoa đào. Đây các bạn, đây cây hoa đào to đùng này. Là đây người ta đã vặt lá, à vặt hết lá rồi. Để mà khoảng độ hơn một tháng nữa là hoa đào bắt đầu nở. Nở rộ luôn các bạn. Các bạn muốn hoa đào nở đúng kịp các bạn phải vặt trước khoảng độ cho mình tầm một tháng rưỡi các bạn nhé. Đó, kinh nghiệm. Đây, xe ra test của anh mình đây. Xe chuyên đua nhưng mà anh mình vác đi tour đèo luôn các bạn. Không phải tour thường mà là tour đèo. Đi tour đèo bạn nhá. À, còn đây là em Future mình mới mua. Hôm nay vừa hết Roda xong cũng cho đi tour đèo các bạn. Em Future mình thì đi nó sẽ dễ hơn là đi đèo, dễ hơn là con ra tay của anh mình. Tại vì con này nó không phải đi đèo mà, nó chỉ đua thôi. Thế nhưng mà anh em mình, anh mình đột phá cho nó đi đèo, cho nó thử thách. Tám. Dốc lắm chứ. Vâng. Trời. Anh giao hàng, anh giao hàng tiết kiệm anh ấy vẫn phi kinh lắm. Phi lạc lắm. Wow, khung cảnh bao la quá. Lát nữa anh em mình lại tiếp tục chiến lên. Đấy, đi bộ đi phải nhún người lên là biết mà. Quay camera đôi khi các bạn không nhìn rõ cái độ dốc của nó đâu các bạn. Nhưng thực ra đi rất là dốc lên. Cua, cua, các bạn nhìn cua này, cua vòng tay áo luôn. Cua rất là hẹp nhá, không có động tí nào luôn. Cua liên tục. Phê. Đây các bạn, ở dưới này có một cái thung lũng nhỏ này. Không biết cái thung lũng này là người ta trồng cái gì đây. Mình đoán là su su các bạn ạ. Rất là đẹp. Yeah, đường anh em mình đi xuống lên trên đấy. Còn ở dưới này là cái thung lũng lớn này, rất là đẹp luôn, có cả núi nhỏ luôn. Đó cho các bạn xem. Quá đẹp. Đây là mình vẫn ở địa phận Hòa Bình các bạn. Đường quốc lộ thì qua Hòa Bình rồi, nhưng mà thì rẽ vào Pà Cò hang kia vẫn thuộc địa phận Hòa Bình các bạn nhá. Quá tuyệt vời. Anh em mình tiếp tục lao đèo, leo đèo các bạn nhá. Thử thách em xe của anh mình. Điểm săn mây đấy các bạn nhá. Đây trước mặt các bạn là điểm săn mây hang kia này. Đó. Đây là lối vào của nó. Đây điểm săn mây này thì
Đấy, các bạn nhìn lối đi về tí nhá. Đường bé sóc. Ôi, quê quá. Bây giờ đường này ôi sướng lắm bạn. Thích thích vết. Trời, hôm nay không có mây rồi anh em mình săn rồi. Rất nhiều điểm săn mây. Đường đi vết tí vết theo. À, rồi các bạn nha. Chả nhẽ tôi đi rồi tôi lại không giới thiệu đến các bạn, nhưng mà thôi, định giấu làm của riêng nhưng mà không được các bạn ạ. Đã đi là phải review đến cho các bạn nhá. Hiện tại anh em mình đang ở đây gọi là Hangkia, điểm check-in Hangkia, à, điểm săn mây Hangkia các bạn ạ, của xã Pà Cò, Hòa Bình các bạn nha. Cái này vẫn thuộc Mai Châu Hòa Bình anh nhỉ? Mai Châu, các bạn nhìn dưới cái thung lũng này. Bình thường nếu mà có mây ấy, là cái biển mây nó sẽ bao trùm cái thung lũng này luôn các bạn. Nó nằm trọn trong cái thung lũng này luôn. Và cái điểm đấy. Đó đây, quay cho bạn xem săn mây. Đây, đây bình thường các bạn này. Đấy, biển mây nó sẽ như này luôn này. Đó, đây là đây cái cầu đi lên chụp ảnh đây. Nó nhìn thấy cái biển mây như này cơ mà. Đẹp nhá. Đấy, đây mình sẽ chỉ với bạn cái cầu. Đây, cái cầu đi lên kia. Đây các bạn nhìn thấy cái cầu kia kìa. Đấy, chính là cầu đấy đấy. Thì mình chuẩn bị mây rồi sẽ bao phủ toàn bộ ở đây luôn. Đấy là một cái địa điểm check-in săn mây. Mình nghĩ là rất là đẹp. Đặc biệt vào đây mùa xuân thì rất nhiều hoa đào luôn các bạn. Cực kỳ nhiều hoa đào luôn nhé. Đấy, ví dụ ở đây nó có một cây đào nở hơi sớm một chút rồi đây này. Có bắt đầu có những bông hoa đào rồi đây này. Để cho các bạn xem này, đó, bắt đầu hoa đào đấy. Kiểu cái thung lũng cái này mà nếu mà bầu trời mà có chút mây trên, có những tia nắng chiếu xuống đấy thì nó cũng đỉnh lắm, nó cũng đỉnh chứ không, cứ gì phải mây mới là đỉnh. Anh nhở, nó không bị sương mù nhỉ? Qua thung lũng này sang bên kia là bùi luôn thanh. À, qua cái thung lũng này anh, sang phía bên kia. Dãy núi bên kia là Pù Luông của Thanh Hóa các bạn nhé. Cái thung lũng này là ranh giới. Vâng. Một địa điểm các bạn nên đến, và đặc biệt ở đây các bạn nhìn này, dưới kia người ta trồng này, cái hoa cải đan sen nhé, hoa cải trắng này, hoa cải vàng này, à, hoa trắng kia mình không biết cái hoa gì nữa, không biết phải tam giác mạch không? Chắc không phải tam giác mạch đâu. Này, cái thung lũng này. Và cái đường đi vào đây thì khá là nhỏ các bạn ạ. Nếu đi vào mùa mưa đường trơn là cũng hơi nguy hiểm đấy anh nhỉ. Chỉ vừa xe máy. Vừa đúng rồi, xe máy tránh nhau là hơi khó đấy. Đường này thì người ta nói là ở đây là thường là đường để cho mọi người đi kiểu đi làm nương làm rẫy các bạn. Làm nương rẫy ạ. Thế nên là đường nó nhỏ lắm, thì vừa đúng cái xe máy ấy. Hai xe máy tránh nhau, lúc nãy anh em mình đi quá dưới kia. Người ta bảo đi quá chỗ đấy là vào nương rẫy của người ta ấy, của người dân ấy. Anh em mình đi quá một tí mà không có chỗ quay xe luôn các bạn. Phải lùi lại, mà lùi lại thì rất là dốc, rất là vất, là nguy hiểm các bạn nhé. Nếu đi một mình là chắc là chịu đấy. Nếu có một mình nữa cái quả đấy loay hoay một mình là chịu anh. Không làm gì được luôn. Hoặc là phải đi xuống dưới, hoặc là đi lại lên. Và cùng lắm phải đi hết xuống dưới các bạn. Giữa lưng chừng mà không có ai kéo một mình là cực kỳ nguy hiểm luôn. Thì ở đây anh em mình đang đứng ở là một trong những chỗ check in. Mình nghĩ cả khu này là của nhà đấy thôi, chắc là cái khu này của một nhà các bạn. Đấy, tất cả là đường của dân đi. Cái đường này của dân đi, còn cái khu này là của một nhà, người ta cũng chịu khó đầu tư xây dựng lên đều bằng gỗ này, sàn gỗ này, nhưng vẫn có một số ở kia này có cái đường. Đấy, các bạn nhìn dưới kia có cái đường, đấy, cầu đi, có cầu săn mây, cầu tình yêu, đấy, rất là nhiều cầu. Này mà có săn mây, ở đây là người ta cũng có cho nghỉ luôn anh nhỉ? Có đấy,
có nghỉ qua đêm, có homestay luôn. Có. Không, đang đi vào hoạt động, chưa chắc chỉ có một hai phòng nữa. Đi vệ sinh. Này các bạn. Này có giường check in cho các bạn luôn. Ôi, rất là lạnh luôn. Giờ nhiệt độ anh đoán đây bao độ? Anh đoán 9 độ. 9 độ ấy. Em đoán giờ nó tầm 7 8 độ. Tầm tắt đêm 7 độ. Trên này lạnh hơn. Ok. Thì đây là một cái địa điểm check-in mình giới thiệu đến các bạn nha. Một địa điểm check-in được săn mây, không săn được mây thì cũng săn cảnh đẹp các bạn ạ. Nên khám phá hang kia bạc cỏ. Đặc biệt là mùa xuân, các bạn đi vào đây thì toàn nhìn thấy hoa đào luôn. Thank you.